Xin chào các bác anh chị và các bạn. Đây là tủ bán bánh mì, khách đặt theo yêu cầu ha. Tủ có kích thước là rộng 80, dài 2m, inox 304 về 1 ly. Còn đây là bên này là cái phần kiến, là kiến cường lực 8 ly ha. Thì cái mẫu này là khách đặt theo yêu cầu. Đây là toàn bộ là inox 304 hết ha. Thì tủ này dài 2m, là mình làm hai bên là hai cái tủ nhỏ để đựng tiền. Còn bên dưới là cái có hai cánh cửa mở ra để mình để đồ bên trong đều được ha. Đây là cái hộc tủ nè. Hộc tủ này thì mình có làm ray, hai bên hai cái ray đẩy ra đẩy vô rất là nhẹ. Hai hộc tủ dưới này thì để đồ thoải mái. Toàn bộ bên trong là cũng là inox 304 ha, kể cả những cái đố, những cái xương bên dưới là cũng là inox 304 luôn, cho nên là xài rất là bền, rất chắc chắn. Thì bên ngoài có cái khóa để mình khóa lại nè, hai bên ok ha. Thì cái phần bên tủ kiến đây là nó dài 1m4 ha, tổng chiều dài là nó dài 2m, còn cái phần kiến kệ là nó dài 1m4. Mặt bàn là mình hàng đố bên dưới là xài rất chắc cú ha. Rồi mọi chi tiết cô bác chị vui lòng liên hệ với số điện thoại em có ghi trên màn hình ha. Xin chào cô bác chị và hẹn gặp lại. Xin chào.